lần đầu tiên đi một chuyến bay tệ hơn cả xe khách, tiếp viên còn không nhắc gì luôn. Kỳ lạ thật, hay là những người này được ưu tiên? Lúc cất cánh và hạ cánh vẫn cứ vậy, nhỡ có làm sao thì lại bảo tài số tôi nó vậy. Đây là chuyến bay Sài Gòn đi Hà Nội chỉ hết có hơn tiếng thôi nên các bạn đừng bị ra bay xuyên đêm với hai mấy tiếng. Đây là chia sẻ đầy khó chịu của một thanh niên khi chứng kiến một người phụ nữ nằm dài trên ghế máy bay. Vì ôm theo một đứa bé, chị đã để con trên bụng rồi nằm ở ghế, cho bé nằm lên trên. Hình ảnh người phụ nữ nằm trên ghế máy bay. Hình ảnh này khiến nam hành khách tỏ ra bức xúc và cho rằng những tiếp viên đã quá dung túng, không chịu nhắc nhở, gây ảnh hưởng đến những khách hàng khác. Dưới phần bình luận, dân mạng đã tranh cãi khá sôi nổi. Một số người cho rằng điều này cũng thông cảm được vì nhiều người say máy bay, mệt mỏi lại đi cùng trẻ nhỏ. Số khác lại cho rằng đây là hành vi không có ý thức, tạo hình ảnh không đẹp trên máy bay. Tuy vậy, nhiều người cũng ném sự chỉ trích về phía thanh niên đăng bài. Họ cho rằng anh ta quá để ý các chi tiết. Lúc đó nếu thấy ảnh hưởng thì nên nhắc tiếp viên hoặc thậm chí nhắc người phụ nữ ấy, âm thầm chụp hình đăng lên mạng thì cũng không phải hành động.